Rồi có một ngày, sẽ một ngày tình chiến tàn. Anh chẳng còn chi ngoài con tim em ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Hôm nay lại rất vui được gặp lại anh em bằng một cái sản phẩm cực kỳ hot ở trên thị trường hiện nay. Đấy là dòng micro mới ra lò của thương hiệu PS Audio, mã sản phẩm VK7 anh em nhé. Đây là một trong những cái phân khúc micro cao cấp đấy, được PS tung ra ở thị trường. Đấy, ngoài những cái sản phẩm như là VK6 thì đây là đời VK7 anh em nhé. VK7, VK6 là dòng gia đình tầm trung tiền, thì đây là những cái dòng cao cấp như là VK7. Thì có gì khác biệt thì xin mời anh em cùng khám phá nhé. Đây là chiếc hộp của mic PS VK7. Bây giờ em sẽ tháo ra cho mọi người cùng xem nhé. Ok. Đấy. Em sẽ tháo ra cho anh em cùng xem. Bên trong thì sẽ có một cái hai tay micro anh em nhé, hai tay micro này. Đấy, hai tay micro của VK7. Màu này là màu xanh gray anh em nhé, màu xanh gray rất là đẹp luôn. Giống như kiểu màu sơn rất là xịn sò anh em nhé, sơn rất xịn sò luôn. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Hai tay micro. Đây là một chiếc tay micro này, hai tay micro nhá. Và sẽ có một bộ nguồn. Một bộ nguồn tiêu chuẩn này. Một bộ nguồn tiêu chuẩn này. Hai tai micro dành cho anh em nào mà sử dụng trên cái tủ rack thì mình có thể gắn tai vào. Hoặc nếu anh em để trên kệ thì không cần. Tiếp theo là hai cái chụp này, là hai cái chụp mà chui mic, cái chống lăn chui mic này. Và hai cái chống lăn cổ mic. Hai màu xanh vàng. Và một dây tín hiệu, là dây tín hiệu của PS sản xuất này. Dây tín hiệu 6.5 ly. Đấy, và một đầu thu. Đấy, một đầu thu. Ok, bây giờ em sẽ lấy ra. Đấy, một đầu thu anh em nhé. Một đầu thu của PS Audio. Anh em nhìn thấy là đây là một mảng nhôm này, nguyên khối này. Công tắc nguồn nằm ở bên tay trái em nhé. Công tắc nguồn bên tay trái PS Audio này. Tiếp đến là nút tăng giảm âm lượng này, nút set tần số này. Và có một mắt hồng ngoại ở đây. Một màn hình ở giữa này. Đấy, anh em có thể nhìn tổng thể ở đây. Đấy, bên này sẽ có logo mã sản phẩm là VK7. Đấy, khác với những cái model trước thì cái model này thì cái đầu thu của VK7 là màu đen anh em nhé. Màu đen và nhôm. Cái này sẽ có phần tem chống hàng giả, nơi cào cho anh em cào ra, và hotline tổng đài đầy đủ. Đấy, cho anh em. Mặt sau có tem bảo hành của PS Audio. Mặt sau thì sẽ có cho anh em là một cổng 6.5 ly anh em cắm vào đây, cổng nguồn, hai cổng canông nếu anh em sử dụng bàn mixer chuyên nghiệp, và hai cái anten để có thể gắn vào đây. Ở đây, hai anten hồi nãy sẽ lấy cho anh xem này. Đấy, anten anh em nhé. Đối với dòng này thì hát rất là nhạy anh em nhé, hát rất là nhạy. Sóng sánh các thứ là rất là sạch, không bị lẫn sóng như những cái dòng mic rẻ tiền khác anh em nhé. Ok, bây giờ em sẽ để lại và quay chi tiết hơn cho anh em một lần nữa nhé. Ok. Đấy, anh em có thể thấy ở đây.
Đấy, anh em xem kỹ hơn nhé. Đây, phần bên trong của mic này đều có tem hết anh em nhé. Đấy. Đây, bên trong đây. À, một số hình ảnh về nội thất bên trong thì em sẽ tháo cái ốc này ra. Đây có một ốc này, em sẽ tháo ra và sẽ gửi đến anh em bằng một số bức hình ở sau đây. Đấy. Và còn cái logo của VK7 này, với cái màu sắc này thì theo em được đánh giá thì nó rất là đẹp anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp. Với công tắc ở cái tay mic này thì nó rất là mềm vì nó bằng cái cao su non anh em nhé, bằng cao su non này. Mặt kính được làm bằng mica nhựa dẻo. Đấy, nhựa này nó rất là trong. Rất là trong anh em nhé. Đấy. Chụp mic này, chụp mic bằng nhôm. Nhôm mà inox anh em nhé, inox. Chống gì? Đấy. Chui mic thì cái chui mic này sẽ được làm bằng cái nhựa như cao su anh em nhé, thì rất là mềm. Thì khi mà anh em có không may nó bị rơi xuống dưới đất thì nó sẽ không bị vỡ cái chui này. Rất nhiều những cái sản phẩm khác thì khi mà nó hoàn thiện thì nó sẽ làm cái này bằng nhựa, giống như lớp nhựa trên này, thì nó rất hay là bị vỡ cái chuôi này, nhìn nó rất là xấu anh em nhé. Mà hãng đã cho mình cả cái bọc đít này và cả cái chống lăn, cho nên là mình có thể lắp tất cả vào. Đấy, để mình sử dụng để đảm bảo an toàn hơn. Đây là một cái chụp đít này, anh em có thể lắp vào. Đấy, và cái chống lăn khi lắp thì anh em sẽ tháo chuôi này ra. Đấy, và anh em sử dụng cái chống lăn này thì hướng dẫn cho anh em là nó sẽ có hai cái đầu nhé. Một cái đầu này thì nó sẽ nhỏ hơn này, đầu hình tròn nó nhỏ hơn này, và đầu này to hơn. Thì cái đầu to thì anh em sẽ hướng lên cái chụp mic này, anh em sẽ cho nó vào. Đấy. Thì khi mà lắp lên thì nó sẽ không bị lệch cái chống lăn anh em ơi, nhìn nó sẽ xấu. Đấy. Anh em thì điều chỉnh lại một chút cho nó thẳng phiu là ok. Đấy. Ok, đây là mình đã lắp xong bộ micro. Bây giờ mình sẽ thử test trên cái bộ micro này. Đấy, xin mời anh em cùng lắng nghe nhé. Một con hàng chính hãng, hàng mới chính hãng, được bảo hành 12 tháng miễn phí tại PS Audio. Ok. Micro PS VK7 anh em nhé. Rồi có một ngày sẽ một ngày mình diễn tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với huy hào sau, lỗ châu mai với những địa lối đã bao phen. Mau anh tuôn cho còn lại đêm mãi bây giờ. Trà súng đạn này, ôi xanh đỡ sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tôi thơ mơ năm nào. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa không chúc hàng cao, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng đêm. Rồi có giấc